Trong thời điểm hiện tại, khi mức sống ngày càng được cải thiện thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại càng được quan tâm hơn bao giờ hết, nhất là đối với các sản phẩm có nhiều công dụng và rất phổ biến trong mọi lĩnh vực đời sống như đá viên. Vấn đề này lại càng trở nên cấp thiết để khắc phục tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng những thiết bị làm đá kém chất lượng để đưa vào sản xuất và tình trạng nước bị nhiễm bẩn, các chất độc hóa học nghiêm trọng từ việc xả thải trái phép, rác thải sinh hoạt được chôn gần các nguồn nước. Việt An tự hào là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các hệ thống dây chuyền lọc nước tinh khiết RO và máy chiết rót, sản xuất máy làm đá viên inox xuất khẩu thương hiệu VA US Apex. Vinaro xin giới thiệu máy làm đá viên 60kg VA120 cao cấp. Model VA120 sở hữu động cơ mạnh mẽ nhất, công suất 460W/h cùng hệ thống tạo lạnh theo tiêu chuẩn quốc tế với dung môi R22 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật cho tốc độ làm đá cực tốt. Chỉ trong thời gian ngắn, người dùng sẽ có ngay những viên đá tinh khiết đảm bảo an toàn với thiết kế đẹp mắt, tinh tế hơn, kiểu dáng nhỏ gọn hơn, giúp người dùng tiết kiệm diện tích, dễ dàng vận chuyển cũng như lắp đặt, và hệ thống mạch điện tự động thông minh hiện đại, chất lượng cao, giúp hạn chế hao phí điện nước. Đây chính là sản phẩm được khách hàng ưa chuộng và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Máy làm đá viên 60kg VA120 được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015, được đăng ký độc quyền thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Các bộ phận của máy đều được nhập khẩu từ các nước phát triển, chất liệu thép không gỉ loại tốt, giúp máy không bị ăn mòn theo thời gian, nâng cao thời hạn sử dụng. Máy hoạt động rất êm ái, không gây tiếng ồn nhờ bộ phận giảm thanh tiên tiến, hiệu suất truyền nhiệt rất tốt, bạn có thể làm việc ổn định ở trong những môi trường có nhiệt độ cao. Để chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo độ tinh khiết, an toàn cho sức khỏe của người dùng, các bạn nên đồng bộ sử dụng các linh kiện đi kèm với máy làm đá viên của Việt An, bao gồm kho lạnh cần thiết để đảm bảo vẫn có đá sử dụng trong trường hợp phải bảo trì máy bị mất điện hoặc dùng để tích trữ đá thừa trong khi không dùng hết. Kho lạnh sử dụng chất liệu bằng xốp trắng bọc hai lớp tôn dày, đảm bảo cho nhiệt độ lưu trữ đá luôn ổn định trong khoảng từ -4 đến -9°C, giúp tạo độ tơi, không bị dính bết cho đá khi giao hàng. Thứ hai là dây chuyền lọc nước tinh khiết theo công nghệ RO thẩm thấu ngược cho chất lượng nước đá đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, giúp nguồn nước luôn được trong lành, không chứa vi khuẩn chất độc hại cho sức khỏe. Cuối cùng là hệ thống đóng gói được sản xuất bằng inox tại nhà máy của Việt An, hỗ trợ người sử dụng thao tác nhanh, gọn và hiệu quả trong việc đóng đá thành từng túi nhỏ hơn, rất tiện lợi để phân phối cho khách hàng. Khi mua máy làm đá viên Model VA120, khách hàng sẽ được hưởng những chính sách vô cùng ưu đãi hấp dẫn, không những được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, đội ngũ tư vấn, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm tận tâm, chu đáo của Việt An, bạn còn có cơ hội nhận được hàng ngàn quà tặng, voucher giảm giá ý nghĩa và thiết thực, các hình thức thanh toán tiện lợi, phù hợp với điều kiện của từng khách hàng như thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Ngoài ra, với một số sản phẩm, khách hàng có nhu cầu có thể tham gia chương trình trả góp với lãi suất 0 đồng. Việt An thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì dài hạn, hỗ trợ vận chuyển miễn phí. Khi có lỗi từ nhà sản xuất sẽ được đổi trả lập tức. Ngay bây giờ các bạn có thể tới các chi nhánh gần nhất của Việt An tại các tỉnh thành trên cả nước để tìm hiểu thêm về sản phẩm máy làm đá viên 60kg VA120 và nhiều sản phẩm khác. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline chi nhánh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột để được tư vấn. Xin trân trọng cảm ơn.